Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng vừa có công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ban An toàn giao thông các huyện thành trong tỉnh khẩn trương tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải có biện pháp tổ chức vận chuyển, điều động, tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của các thí sinh và người dân trong đợt cao điểm diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển đề thi, bài thi, kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm pháp luật, chèn ép hành khách, đầu cơ vé tàu, vé xe, tăng giá vé và cước vận tải trái quy định. Bố trí lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa bàn, vị trí giao thông trọng điểm diễn ra kỳ thi để khắc phục kịp thời tình trạng ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh và các địa phương tổ chức mô hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi nhằm hướng dẫn giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh đi lại an toàn, thuận lợi, phối hợp với lực lượng chức năng tham gia điều tiết giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực diễn ra kỳ thi. Được biết, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 năm 2015.